Xin chào các bạn, đây là chiếc máy ủ lẩm gia đình Fuji HM914EC. Đây là model mới nhất năm 2021 của hãng Fuji Nhật Bản. Đây là vỏ ngoài của sản phẩm. Như chúng ta thấy, máy được thiết kế với công suất ủ lẩm là 14 lít trên một ngày. Với công suất này, chúng ta có thể sử dụng máy cho phòng có diện tích trên dưới 20m². Tuy nhiên, diện tích sử dụng phù hợp nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp đến Điện Báo Đạo Phúc để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn về diện tích sử dụng. Đây là quý vị đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm có công suất ủ lẩm là 14 lít trên một ngày và nó có công suất điện là từ 175 đến 250W tùy theo từng mức công suất chúng ta được lựa chọn và nó sử dụng nguồn điện 220V thông thường. Đây là quý vị đóng gói của sản phẩm. Chúng ta thấy sản phẩm được đóng gói bằng bìa cắt tông. Một điểm lưu ý là chúng ta có thể thấy là đây sản phẩm đạt chuẩn chống nước IPX4 và nó có thể sử dụng ở phòng tắm. Cái chuẩn chống nước này thì giúp cho chúng ta có thể sử dụng máy ở những cái điều kiện có độ ẩm rất là cao, ẩm ướt mà không lo ảnh hưởng đến cái hoạt động của máy. Đây quý vị đóng gói như này. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng Fuji Nhật Bản và được hoàn chỉnh hãng 2 năm. Sau đây mình sẽ khui sản phẩm ra để chúng ta có thể xem chi tiết của sản phẩm bên trong. Bên trong này đầu tiên chúng ta thấy có quyển hướng dẫn sử dụng đây, bằng tiếng Anh và tiếng Việt và đây là một số lỗi trong đó. Với công suất 14 lít một ngày thì máy thiết kế khá là nhỏ gọn, chúng ta thấy với hai tay sách cầm có thể dễ dàng. Đây là nguồn điện đầu vào, chúng ta thấy sản phẩm sử dụng các cắm hai chân, nó sử dụng nguồn điện 220V và 50Hz thông thường. Đây là mặt phía sau của sản phẩm. Đây là mặt phía trước. Một điều dễ nhận thấy nhất là sản phẩm được thiết kế rất là đẹp, chúng ta thấy nó có màu trắng sữa với biểu tượng Fuji phía trên. Đây là teo của Fuji. Đây là thiết kế rất là đẹp. Ở mặt trước thì nó có biểu tượng Fuji và bảng điều khiển phía trên. Đây chúng ta thấy bảng điều khiển phía trên của màn hình hiển thị. Màn hiển thị này thì hiển thị giá trị độ ẩm thực tế và giá trị độ ẩm chúng ta cài đặt. Một số nút điều khiển. Một chút nữa mình sẽ hướng dẫn sử dụng. Ở phía trên nó là cửa xả khí khô ra phía bên ngoài và hai đáy sách di chuyển. Fuji thiết kế rất là tinh tế. Đây là mặt bên sườn của sản phẩm. Đây là mặt sau của sản phẩm. Mặt sau chúng ta có cái bình chứa nước thải. Khay chứa nước thải này nó có dung tích là 2.3 lít và nó có vạch chỉ báo chúng ta có thể nhìn. Và khi khay chứa đầy thì máy sẽ ngừng chạy. Đây khay chứa nước thải khá là nhỏ. Tuy nhiên đối với một phòng tầm dưới 20m² thì chúng ta không thể hút một khay chứa này thì hầu hết độ ẩm đã được kiểm soát. Ở bên trong này nó sẽ là cái sơ đồ nối nguồn điện và đây là vị trí block của máy. Đây là vị trí chúng ta có thể đấu đường ống dẫn trực tiếp ra bên ngoài mà chúng ta không cần muốn đổ hay chứa đi. Ở phía trên là cửa hút khí ẩm vào. Thì chiếc máy ủ lẩm Fuji HM914EC cũng sử dụng cái nguyên lý ủ lẩm dạng ngăn tủ lạnh như các dòng ủ lẩm khác này. Đây là màng lọc không khí. Cái luồng khí ẩm sẽ được quạt gió qua cái màng lọc này vào trong cái dàn lạnh ở trong máy này. Đây chúng ta thấy dàn lạnh của máy được thiết kế rất đặc biệt và nó sơn tĩnh điện để chống hiện tượng ăn mòn thì xét, nó có độ bền rất là cao và khả năng lọc nước rất là nhanh cho hiệu suất ủ lẩm cao hơn. Thì luồng khí ẩm sẽ được hút vào dàn lạnh này thì máy block chạy nó giống như một cái điều hòa ấy, nó chạy nó sẽ làm lạnh cái dàn lạnh này. Khi hơi ẩm gặp lạnh sẽ bị ngưng tụ lại thành nước và chảy theo các rãnh ở trong này ra phía bên ngoài để chảy vào khay chứa của chúng ta dẫn ống trực tiếp ra bên ngoài. Thì nó quá trình đó diễn ra liên tục cho đến khi độ ẩm trong phòng được kiểm soát theo với mức độ ẩm chúng ta cài đặt trên máy. Tuy nhiên chúng ta có thể cài đặt độ ẩm trên máy chạy để làm sao cho máy tự động ngắt
khi độ ẩm trong phòng xuống thấp và tự động chạy trở lại khi độ ẩm trong phòng lên cao. Màng thô này chỉ có tác dụng lọc các loại bụi bẩn thông thường. Máy thiết kế rất đẹp của mình. Đây bên sườn của máy có hai cái sách di chuyển. Đây là cái bảng thông số kỹ thuật cũng như tem bảo hành của sản phẩm. Ở cái bảng thông số kỹ thuật này thì có một số thông tin cơ bản như là model của máy đấy, HM914EC. Công suất độ ẩm là 14 lít trên ngày, điều kiện 30 độ C và độ ẩm là 80%. Và công suất điện là 175W. Đấy. Nguồn điện, áp suất hút, áp suất sạc. Đây là nó sử dụng môi chất làm lạnh là ga R134A 0.75 kg, chuẩn chống nước là IPX4, nhiệt độ làm việc từ 5 đến 35 độ C và trọng lượng là 10.6 kg. Ở dưới này chúng ta thấy có model của máy, mã tem, mã vạch, series made in PRC, sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc ấy. Ở phía dưới chúng ta thấy có cái tem bảo hành của hãng Fuji và các số điện thoại bảo hành miền Bắc Trung Nam đều có. Sản phẩm được bảo hành 2 năm và nó bảo hành bằng cái tem kích hoạt điện tử đấy. Chúng ta cào tem này ra và làm theo hướng dẫn ở phía bên dưới. Và nó không đi kèm phiếu bảo hành cứng. Rất là tiện dụng cho khách hàng. Ở phía dưới của máy chúng ta thấy khác với các dòng máy Fuji khác là máy chức năng hút ẩm này nó chưa được lắp về xe di chuyển. Chúng ta sẽ dùng tay xách để di chuyển. Tuy nhiên trọng lượng máy cũng khá là nhẹ, nó chỉ tầm 10.6 kg. Có thể dễ dàng xách lên. Và đây là nguồn nước, nó dễ dàng lắp vào. Cái khay đầy thì máy sẽ dần ngừng chạy. Một điểm cộng cho cái dòng máy của Fuji HM914EC này nó là thiết kế rất là đẹp, tinh tế, chúng ta có thể để ở trong hầu hết tất cả các phòng. Máy hoạt động rất là êm, chúng ta để sử dụng cho phòng ngủ, phòng em bé, phòng đọc sách, v.v. Chúng ta để trong phòng khách cũng rất là đẹp. Kích thước của máy khá là nhỏ gọn. Với chiều rộng này là khoảng 308 mm, chiều sâu là 279 mm và chiều cao là khoảng 445 mm. Một lần nữa chúng ta nhìn lại chiếc máy hút ẩm Fuji HM914EC. Tuy mới ra mắt năm 2021 này nhưng mà chiếc máy hút ẩm này được rất nhiều khách hàng cũng như các đại lý đánh giá rất là cao. Đánh giá cao thứ nhất là khả năng hút ẩm nhanh và nó có hoạt động rất là êm. Bây giờ mình có thể cắm điện vào để cho máy chạy thử, các bạn đánh giá chi tiết cái hoạt động của chiếc máy hút ẩm Fuji này. Sau khi cắm điện vào chúng ta sẽ tiến hành bật nguồn công tắc nguồn và chúng ta cài đặt được rồi. Máy đã bắt đầu hoạt động đấy, nhưng mà thấy độ ổn của máy rất là thấp. Máy đã chạy rất êm và máy còn có chế độ hẹn giờ và chế độ hoạt động ban đêm. Khi hoạt động ban đêm thì máy sẽ tắt đèn và nó sẽ chạy êm hơn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng chiếc máy hút ẩm Fuji HM914EC. Mặt trên của sản phẩm sẽ là cửa xả khí khô ra đây. Chúng ta thấy bên trong nó có cái quạt, cái tay xách di chuyển, màn hình hiển thị và các phím bấm điều khiển. Ở đây chúng ta có các phím rất là nút nguồn, đây là phím cảm ứng nhỉ, không phải phím cơ đâu. Và nút thứ hai là sẽ là nút cài đặt độ ẩm. Đây. Chúng ta có rất dài cài đặt độ ẩm từ C0 đến 80%. Đây là chế độ C0, tức là máy chạy liên tục mà không phụ thuộc vào độ ẩm trong phòng. Đầu tiên chúng ta phải đi cài đặt độ ẩm cho máy chạy. Ví dụ chúng ta muốn duy trì độ ẩm trong phòng là 50% đấy, hoặc 55%, mỗi lần ấn nút sẽ 5% đấy. Thì màn hình hiển thị nhấp nháy chỉ báo giá trị độ ẩm chúng ta cài đặt đấy, là 55%. Khi đó nếu độ ẩm trong phòng là lớn hơn 55% thì máy sẽ tự động chạy chế độ hút ẩm. Và độ ẩm trong phòng mà nhỏ hơn 55% thì máy sẽ tự động ngắt để tiết kiệm điện. Sau khoảng 3 giây thì màn hình hiển thị sẽ dừng lại để chỉ báo giá trị hiện tại độ ẩm trong phòng là 65%. Đấy. Khi độ ẩm trong phòng mà dưới 55% thì nó sẽ ngắt và trên 55% nó chạy. Bây giờ độ ẩm trong phòng đang là 65% nên máy đang hoạt động. Nhưng mà thấy máy hoạt động rất là êm. Nút tiếp theo là nút hẹn giờ. Chúng ta có thể hẹn giờ từ 1 đến 24 tiếng. Đấy, mỗi lần nhấn 1. Sau khoảng bao nhiêu giờ thì máy sẽ tự động
ngừng chạy, ví dụ 8 giờ cho khoảng 8 giờ thì máy sẽ tự động là ngừng chạy. Nút tiếp theo là nút chế độ hoạt động ban đêm. Đây, trên đèn chỉ báo chế độ hoạt động ban đêm. Khi chạy chế độ này thì máy sẽ hoạt động êm ái hơn. Và sau khoảng 5 giây thì màn hình thị này sẽ tắt đèn. Đó, tắt đèn để chúng ta có thể dễ dàng ngủ hơn. Muốn tắt chế độ này thì chúng ta phải ấn lại và máy tiếp tục hoạt động. Ở trên màn hình này nó còn có cái đèn chỉ báo. Đây, chúng ta có thể nhìn kỹ trong này có đèn chỉ báo khay chứa nước đầy. Khi khay chứa nước đầy thì đèn sẽ sáng, máy sẽ dừng chạy và báo chúng ta cần phải đổ khay chứa nước. Chúng ta đóng khay chứa nước lại để máy tiếp tục hoạt động. Đây là đèn chỉ báo là máy hoạt động ở chế độ xả tuyết, hình bông tuyết này. Đèn này sẽ sáng khi mà nhiệt độ trong phòng quá thấp. Thì khi đó thì máy sẽ tự động chạy ở chế độ xả tuyết để xả tuyết ở dàn lạnh, sau đó quay lại chế độ hút ẩm thông thường. Để tắt máy chúng ta ấn lại nút nguồn. Chúng ta lưu ý đây là các nút đều là các nút bấm là cảm ứng, không phải nút cơ. Máy hút ẩm Fuji H9114SC với công suất ẩm là 14 lít trên một ngày, giải nhiệt độ hoạt động là từ 5 đến 35 độ C, giải độ ẩm kiểm soát là từ 40% đến 80%, rất phù hợp sử dụng cho các gia đình. Việc với công suất ẩm là 14 lít trên một ngày nó sử dụng cho được cho rất nhiều các loại phòng và diện tích khác nhau. Máy hoạt động rất là êm, được sử dụng cho phòng ngủ, phòng đọc sách vân vân, và nó có hiệu suất rất là cao, tiết kiệm điện cũng như hoạt động rất là bền bỉ và thiết kế rất là trang nhã và rất là đẹp. Hiện sản phẩm máy hút ẩm Fuji H9114EC đang được phân phối chính hãng tại điện lực Vạn Phúc. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để có thể nhận được báo giá cũng như là cái những chương trình khuyến mại đi kèm và nhận được những tư vấn hữu ích trong quá trình sử dụng máy hút ẩm Fuji H9114EC. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.